Bây giờ chúng ta tìm hiểu về SIMD. SIMD là một phần của Red Hat Enterprise Linux. Đó, nó đóng vai trò trong việc không chỉ chạy mà là những dịch vụ cho những cái khác. Trong chương này, chúng ta sẽ học cách tổ chức của SIMD và những cái thứ có thể khởi chạy ở thứ SIMD. Để mô tả tổng quan thì SIMD và Service Manager được sử dụng như đại khái nó có, như là hỗ trợ những cái dịch vụ khác. Cái dùng và dịch vụ đó gọi là những stack. Stack đây bao gồm là những unit đơn vị đó. Unit có thể bất kỳ gì. Một trong những cái phần gọi nhất của unit đó là service. Cụ thể, service là các tiến trình được cung cấp cho những cái chức năng đặc thù và cho phép kết nối từ phía ngoài đi vào như là dịch vụ SSH rồi Apache Web Service chẳng hạn. Ngoài dịch vụ ra, những cái unit khác tồn tại như là socket này, mount và target để hiện ra danh sách của tất cả các unit đang có sẵn trên hệ thống. Hệ thống chúng ta dùng là system ctl trừ t-help. Ta có loại sau là service, mount, swap, socket, target, device, auto mount, timer, pass, live và scope. Ta cần hiểu thế nào là cái location vị trí của unit. Cái lợi ích lớn của việc làm việc với SIMD so sánh phương thức trước đây Red sử dụng để quản lý các dịch vụ đó là nó cung cấp một cái giao thức chung để khởi động unit. Giao diện này định nghĩa trong các unit file. Các unit file thì sẽ ở trong ba vị trí. Thứ nhất, gọi là user list system list system. Nó chứa những đơn unit tạo mặc định mà được cài đặt bởi các gói RPM. Chúng ta không nên bao giờ thay đổi chúng. Tiếp theo, trong etc system 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 chứa những cái đơn unit file là được chúng ta thì chỉnh sửa được. Nó thể chứa những file được viết bởi người quản trị hoặc sinh ra bởi lệnh systemctl. Tiếp theo là run system, chứa những unit file đã được sinh tự động ra. Nếu một cái unit file tồn tại nhiều hơn trong một vị trí, các bạn ý kia thì unit ở trong run thì có quyền cắt, nó sẽ ghi đề các thiết lập ở trong nơi khác. Và unit ở trong system system sẽ có quyền cao hơn so với cái quyền của thằng user tức là thằng run thì đè thằng ec, ec đè thằng user. Vậy hiểu thế nào về cái là system d service unit? Thông thường thì phần quan trọng nhất của các kiểu unit đó chính là service unit. Nó được sử dụng để chạy các tiến trình. Chúng ta phải chạy bất kỳ tiến trình nào thông qua việc sử dụng một service unit, bao gồm cả tiến trình ngầm và các câu lệnh. Ví dụ, ta chạy sau. Ta chạy một tạo service như này, verify vsqf unit này. Đây ta có là mô tả. Rồi, after phải có. Ta phải đi kèm với cái target. Không có không được. Tiếp theo ta có ta là forking, ta là tách ra cho quyền chạy là VPS etc complete đúng không, wanted by multi user target. Chúng thấy rằng trong dịch vụ này những unit file thường viết dễ hiểu hơn. Các dịch vụ của systemd unit file đó thì chứa những nội ba ứng sau. Những loại khác có thể chứa nhiều các action hơn, bao gồm là unit đơn vị mô tả
unit đơn vị và định nghĩa những phụ thuộc của chúng. Mục này để chứa thông tin quan trọng như after statement và before statement. After statement, after, ở đây thì những cái mệnh đề này định nghĩa những cái mối phụ thuộc giữa các unit với nhau và chúng liên hệ tới các thành phần của unit này. Còn cái before, cái phát biểu before ấy chỉ ra rằng cái unit này phải được khởi động trước khi unit trong mục before nó được chạy. After chỉ ra rằng cái unit này phải được chạy sau khi cái unit đã được ghi ra, được bắt đầu phải được ở đây cần cái là đây là ghi chạy trước rồi, chúng chạy được cái thằng VFSF này. Service mô tả cách chạy, dừng, dịch vụ và yêu cầu trạng thái cài đặt. Thông thường chúng ta kỳ vọng có một cái dòng SQLite mà sẽ mô tả cách để chạy đơn vị đó, hoặc là một cái dòng SSTOP để mô tả cách dừng cái đơn vị đó. Chú ý rằng cái kiểu chọn type là kiểu được sử dụng để chỉ ra cách thức mà processes đã khởi động chạy. Kiểu fork tức là một kiểu sử dụng bởi các tiến trình ngầm, nhưng chúng ta có thể dùng kiểu như là one shot hoặc simple. Nó cũng nói bất kể bất kỳ câu lệnh nào từ systemd. Install chỉ ra rằng cái mục tiêu của cái unit này phải được khởi động chạy. Chúng ta xem xong một cái mục sau. Cái mục này là mục tùy chọn, nhưng đơn vị không thể có một cái mục install mà không được chạy bình thường, các bạn gì nữa không có thôi, có chạy an toàn thì chạy mục khác, như đây có install nhỉ. Install ra khỏi chạy được rồi.